Của tôi là đẹp nhất. Cái của tôi không chỉ đẹp mà còn xuất hiện đầu tiên. Của tôi đẹp hơn. Của tôi có trước anh đấy. Tôi đẹp hơn. Đừng có cãi nhau nữa. Dựa vào tuổi đời, dựa vào thu nhập, các ngươi đều phải gọi tôi một tiếng bố. À! Dựa vào một icon mà có thu nhập hàng năm cực khủng, nằm không thôi cũng có tiền. Bạn có biết bậc thầy của Emoji là ai không? Năm 1963, một công ty bảo hiểm kinh doanh không tốt đã mời đến ngài Harvey Ball, hy vọng có thể thiết kế ra một icon cổ vũ lòng tin, dũng khí nhân công. Nhờ cả vào anh đấy. Harvey Ball sau khi suy nghĩ mất 10 phút thì vẽ ra được một mặt cười tràn đầy năng lượng tích cực, sếp vô cùng hài lòng. Không tồi. Và đã trả cho Ball 45 USD. Ha ha ha, số tiền này thật dễ kiếm. Nhưng không ngờ rằng công ty bảo hiểm lại lấy icon này làm huy hiệu bán cho các hẻm nhỏ ở phố. Còn vì cái này mà kiếm được ối tiền. Nhưng chính lúc này một phóng viên phát hiện cái huy hiệu này hot đấy, nhưng mà chưa đăng ký nhãn hiệu. Vậy nên anh ta âm thầm đi đăng ký nhãn hiệu và ra bán trên báo. Nào nào, ngay anh cho bán. Tuyệt vời. Xã hội Pháp lúc đó rối ren, ngày nào trên báo cũng toàn là tin xấu. Tuy nhiên, chỉ cần dán mặt cười lên là phản hồi tích cực hơn nhiều. Nhận thấy tiềm năng, Franklin còn bán nó cho công xưởng thực phẩm Mark, đồng thời còn bán cho xưởng thời trang Levi và rất nhiều các thương hiệu cao cấp khác. Sau đó, công ty của ông lại nghiên cứu mở rộng ra 470 loại icon mặt cười, bán cho Nokia, Samsung và các công ty khác. Apple, Microsoft cũng bắt đầu bắt chước, nhưng vì để tránh vi phạm bản quyền, gắp cho to lên một chút, mắt cho trống nữa đi. Very good. Dựa vào sự phát triển của Internet, icon mặt cười ban đầu đã bị quên lãng, nhưng Franklin vẫn kiếm được rất nhiều tiền, thu nhập hàng trăm triệu đô một năm. Khi mọi người phỏng vấn lần nữa, Harvey Ball, người chỉ có 45 USD tiền công, lại nói: tôi chỉ muốn truyền vui vẻ, mọi người vui là được rồi.